Xin chào Pino. Mời Pino lại tiếp tục đến công viên Hoàng Văn Thụ ở thành phố Lạng Sơn để nghe các cặp đôi hát ly nhé. Mời Pino cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế thì em bao nhiêu thì em lấy được? Là chết đi với đủ là 26 triệu à? 28 triệu em mới ra được. Nhân viên tiền đấy này, bây giờ anh được tháng 5 mà. Tháng 5 đi. Nếu mà 28 triệu rồi thì tối nay bảo hội nhiều hội lắm. Dưới bên dưới đây rồi.
À, chị đấy, sang chị đấy. Đang ở chỗ gần Hoàng Văn Thụ đây. À, chỗ cổng chợ xuống một tí. Có thấy nó gọi đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô đang mua chín mươi, đi mua quán mua năm mua chín mươi, đi mua quán mua năm mua chín mươi, không biết tặng gì nữa, hòa cho mua chín mươi, tặng tiền về chăm khá là đặc biệt là cái này là cái này là cái này là cái này là cái mua bị chấm khai Cảm ơn Pì Nọng đã xem video. Chúng ta sẽ cùng nghe cặp đôi này hát tiếp ở video lần sau. Pì Nọng nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại Pì Nọng.